Nếu các bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP thì hãy xem video này. Nếu như mà các bạn mà tìm kiểu trên các cái trang tìm việc, tìm kiếm các công việc về lập trình thì các bạn thấy đa phần người ta sẽ tuyển lập trình PHP. Và trên thế giới thì các cái website trên thế giới thì đa phần cũng sử dụng cái ngôn ngữ lập trình PHP này. Nó không giống như các cái ngôn ngữ khác được ra đời với những rất nhiều các mục đích khác nhau, như là lập trình mobile, lập trình desktop, thì PHP chỉ ra đời với một cái mục đích, đó là làm web. Và nếu như mà bạn muốn trở thành một cái lập trình viên web thì chúng ta nghĩ ngay đến cái ngôn ngữ này, đó là PHP. Thì PHP nó được ra đời từ đây cũng rất là lâu rồi, và cái ưu điểm của PHP đó là nó rất là nhẹ và là open source, tức là mã nguồn mở, chúng ta không phải trả phí bản quyền cho nó. Và thứ hai đó là cái gọi là learning curve của nó thì nó rất là dễ, chúng ta rất là dễ tiếp cận, dễ học. Và để mà làm ra được một cái trang web hoàn chỉnh ấy, bằng cái ngôn ngữ lập trình PHP thì chúng ta sẽ chỉ mất vài tháng để học thôi, nó không giống như các cái ngôn ngữ khác. PHP là một cái ngôn ngữ lập trình web ở phía backend. Thì đầu tiên mình sẽ giải thích cho các bạn một số các cái khái niệm backend và frontend là gì. Thì trong lập trình web nó sẽ chia ra làm hai mảng, là lập trình phía server side và client side. Server side hay còn gọi là lập trình backend, tức là chúng ta sẽ lập trình các cái chương trình để chạy ở phía server. Và câu hỏi đây là server là gì? Server thì đơn giản nó là một cái máy tính. Như máy tính bình thường chúng ta vẫn dùng ở nhà, nhưng mà nó được đặt ở một cái data center và nó chạy 24/24, thì đấy chính là server và nó có kết nối mạng internet. Thế còn client side là gì ạ? Client side là chúng ta sẽ lập trình các cái chương trình mà nó sẽ chạy ở phía gọi là trình duyệt của người dùng. Thì PHP là một cái ngôn ngữ lập trình phía server side. Nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu về cái client side thì chúng ta có thể học ngôn ngữ lập trình JavaScript. Để học tốt được PHP thì chúng ta sẽ cần phải có kiến thức nền tảng về HTML và CSS. Lý do tại sao lại như vậy? Như các bạn đã biết thì HTML, CSS hay là JavaScript đó là những cái ngôn ngữ frontend. Thế tại sao chúng ta học mà lập trình PHP, lập trình backend mà chúng ta vẫn phải học về frontend? Thì lý do rất đơn giản thôi. Nó có hai loại website, đó là web tĩnh và web động. Web tĩnh thì cái nội dung của nó là không thể thay đổi được. Thì đơn giản web tĩnh nó chính là những cái file HTML, CSS và JavaScript. Thế còn web động là một cái loại web mà có thể thao tác được với cơ sở dữ liệu, tức là dữ liệu hay là nội dung của nó có thể thay đổi động được. Và để mà thay đổi được cái dữ liệu này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái cơ sở dữ liệu và một cái ngôn ngữ lập trình phía backend như là PHP để tác động vào. Thì đối với lại web tĩnh thì rất là đơn giản là người ta sẽ upload các cái file HTML, CSS và JavaScript lên trên web server, và khi người dùng họ truy cập vào thì cái web server sẽ trả về đúng cái file HTML đấy. Còn đối với web động ấy, là họ sẽ sử dụng cái ngôn ngữ lập trình backend như là PHP để sinh ra các cái file HTML, CSS và JavaScript trả về phía người dùng. Do đó ở đây là gì ạ? Khi mà các em học lập trình backend thì bắt buộc chúng ta vẫn phải biết frontend để chúng ta hiểu về cái cấu trúc của cái frontend. Từ đó thì chúng ta mới có thể sử dụng cái ngôn ngữ backend để sinh ra được cái cấu trúc đấy để trả về phía trình duyệt. Do đó là khi mà học lập trình PHP thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải có một chút kiến thức nền tảng về lập trình frontend. Cái này thì các bạn hoàn toàn có thể tự học. Để học PHP thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị các cái công cụ sau. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một cái công cụ lập trình web. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ cái công cụ soạn thảo nào. Tuy nhiên mình sẽ suggest các bạn là sử dụng công cụ là VS Code hoặc là PHP Storm. VS Code thì là một cái công cụ hoàn toàn là miễn phí của Microsoft phát triển. Chúng ta có thể sử dụng VS Code để lập trình rất nhiều các cái ngôn ngữ khác nhau. Thế còn PHP Storm thì là một công cụ chuyên biệt hơn cho lập trình PHP. Tuy nhiên thì đây lại là một cái công cụ mà có thu phí. Nếu mà chúng ta xác định mà theo cái ngôn ngữ lập trình PHP lâu dài ấy, thì mình nên sử dụng PHP Storm hơn là VS Code. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị thêm một cái
web server. Web server thì nó là một cái phần mềm được cài đặt trên máy chủ để cho phép tiếp nhận các cái yêu cầu từ máy khách, client. Thì đối với các bạn mà chúng ta học ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái web server là Aperture. Các bạn hoàn toàn có thể cài đặt web server bằng cách sử dụng một cái gói phần mềm nó gọi là SAMPP. Thì trong cái gói phần mềm này thì ngoài web server ra ấy, thì nó còn có cài đặt cả cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và PPMyAdmin để các bạn có thể quản trị được dữ liệu. Thì đấy là những cái công cụ cần thiết trước khi chúng ta bắt đầu học lập trình PHP. Nếu như các bạn thấy cái việc mà tự học khó quá ấy, thì có thể tham khảo khóa học bên mình. Khóa học PHP Full Stack của NIT ICT Hà Nội trong vòng 6 tháng sẽ giúp các bạn có các cái kiến thức về lập trình front-end. Ví dụ như là JavaScript, CSS, Bootstrap, Tailwind, Figma. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có các kiến thức về Git, GitHub sẵn sàng để cho các bạn sau này có thể đi làm. Và chúng ta chắc chắn là sẽ có kiến thức cơ bản về PHP cũng như kiến thức lương cao về PHP và Laravel Framework. Trong quá trình học thì các bạn cũng sẽ được hướng dẫn để chúng ta có thể làm được một cái dự án hoàn chỉnh từ A đến Z, có thể là về thương mại điện tử hoặc là các dự án cá nhân về mạng xã hội nhỏ hoặc là các dự án về blog. Và sau này các bạn hoàn toàn có thể mang cái dự án đó để làm cái đi xin việc tại các cái doanh nghiệp. Sau khi các bạn học xong ngôn ngữ lập trình PHP thì chúng ta hoàn toàn có thể apply các cái vị trí back-end developer tại các doanh nghiệp. Và PHP thì như mình đã nói là một cái ngôn ngữ mà được các nhà tuyển dụng tuyển rất là nhiều. Và mức lương chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mức lương từ 7, 8, 10, 12 triệu khi mà các bạn mới học xong, mới ra trường. Ngoài ra thì các bạn có thể làm freelancer.